ấm đi. Trường loại là có thể nóng nóng được. Đến hai lần. Rồi chưa? Uống ấm lá của
Khung cảnh buổi chiều, mọi người đang tập thể dục ở sân trường một nơi mình đang sống.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con cứ dẫm ngựa ra. Thank you.
chào các bạn. Đây là cảnh thành phố về lúc lên đèn, nơi mà tôi sinh sống. Bây giờ là 7 giờ. Gió rất là to.
Hãy
em luôn. Thích là màu môi theo cái tông màu nhất định nào không? Hay là cứ đẹp là được? Cứ đẹp là được. Hôm trước cứ thấy bỏ ra đôi xong rồi tưởng là lấy luôn tay thọc à. Cháu buông tóc xuống, cô còn bắt cô lại nữa. Cho nên là cái xe, nó là cái xe.
mấy giờ tập trung nhỏ bảy giờ hay là 7 rưỡi sao ấy. Bây giờ sợi lên bọn tôi thì mỗi lần mình nói là xin đúng mắt còn chưa xong là ngày tụi vào bây giờ vào đi vào đâu mày nhá. Mấy phần đấy. Mấy phần. Mấy phần. Mọi người đã sao bây giờ? Ta theo 7 phần. Ta cho... Sao sao đây? Tao nghĩ thì tôi đứng điện thoại. Chúng mày mặc quần áo gì bạn nhìn nó á? Mặc quần áo cọc. Ta mặc bộ và đếp lên. Thấy mặc áo mặc phải. Tôi đang nghĩ các cái mặt trên này giảm dị hơn nhiều so với lần trước là mình cứ lông mười lên cái là các em cạo lông mày cạo nó mất luôn kem dưỡng da bây giờ ăn một ít ít đi mà đặc biệt các em học sinh đi học còn sành điệu hơn là bọn cô ấy. Mỗi một đứa bọn nó không có dưới ít nhất là 5 đến 7 thỏi so với các loại đâu mà bọn sinh lắm rồi thì lúc đầu lúc nào chiều à đó mà quay trở lại thời học sinh người tốt không? Thế nào mà mình cái lúc mà nó ra cái con iPhone 6 nên mình còn chưa nhìn thấy bọn nó đã có rồi. À. Thế thì là các em nữ rồi, các em phải để ăn chơi lắm, làm anh bao nó có người mua cho là chẳng có cái bà mẹ nào bỏ ra bà mình mấy triệu được vào để mua. Lúc đấy nó mới ra nó đắt rất nhiều. Qua khoảng thế mà lại chưa được bài tìm. Cái cá hoại cái ác ở đấy đây. Bỏ tí ra ngoài chờ khui cho chơi.
các cháu chuẩn bị đến một gói giấy ăn ấy. Xong rồi nếu mà có rau muống mua gì là nhớ là cầm thấm cho cô nhá, đừng có quệt mà là chỉ thấm như này thôi. Đi học đây gọi người ta là đi học là không có cái giới hạn nào đâu. Cái này giống là toàn bộ quả trần phố. Mỗi trần phố lại đi lại nghe. Mày bảo sớm đi 8 giờ rồi nhắn tin. Thank you.
Thank you.